Vào đời Mãn Thanh, Trần Mộng Cách, người có tên là vua cải ở Quảng Đông, chức nghiệp là phá đám, chuyên môn chơi người ta để mà làm vui, phá người ta để mà hãnh diện. Kẻ thù đông không biết bao nhiêu mà kể. Có một ngày, kẻ thù của Trần Mộng Cách là cái bang ban chủ Hùng Thạch Bác, vì sự xúi dục của thuộc hạ quyết định kiếm Trần Mộng Cách để mà ăn thua. Còn về việc tại sao họ kết duyên, lý do gì mà kết duyên thì không có ai biết đầu đuôi gì hết. Nè Phan à, ta đang đợi mày. Quay vậy nè. Vậy cái tên Hùng Thập Bát kiếm sư phụ trả thù đó. Sư phụ à, thiệt chắc sư phụ nghĩ ra kế rồi hả? Sư phụ không phải, thấy cái mặt của mày đáng ghét quá đi, đạp một cái cho đỡ tức thôi. Ế, đừng có để tao nhìn thấy mặt của mày, nhìn thấy đạp thêm cái nữa bây giờ. Hey, sư phụ giỏi thiệt, đạp một cái là dính cùng mặt hết rồi. Hey, sư phụ thì không hổ danh là vua cải ha. Sư phụ đủ rồi, đừng có kêu tao là vua cải hoài, áp lực thiệt là lớn lắm đó. À, phải phải. Trần Mộng Cách mau ra đây, mau dán cái mặt ra đây. Ra đây, ra đây, ra đây. Trần Mộng Cách hãy mau ra đây. Bộ biết ông nội mày tới cái mày không dám dán cái mặt ra hả? Ra đây, ra đây, ra đây, ra đây, ra đây. Sư phụ, còn không chịu ra tao đào mã bà đợi cố mày ra. Ra đây, ra đây, ra đây, ra đây, ra đây, ra đây, ra đây. Đại ca, cục đá này có chữ đó. Chữ của mẹ vậy à? Muốn kiếm người thì xin gõ cửa. Hả? Làm bộ lịch sự nữa hả? Đại ca chờ một cách mày nghe đây. Tao đếm 3 tiếng mày phải giơ tay ra đầu hàng, nếu không ta sẽ xong vô. Phải. Coi bộ nó làm thiệt đó. Lần này mày nghĩ sao đi? Wow. Ê à, sư phụ à, tụi nó ngoài chơi lửa đó. Đâu có gì lạ, mình vừa mới chơi xong đó mà. Một. Tôi chết mẹ rồi. Hai. Hai rưỡi. Ba. Đừng ghé tao nha, tao giết chết cô Thịnh đó. Hồng đại ca, cứu em. Cứu con gái mẹ mày. Quê, đừng có vô đi, mở cửa kìa. Đừng có vô, mở cửa kìa. Đừng có vô. Ủa, có mà, căn nhà có mà, căn nhà có mà. Căn nhà có mà kìa, căn nhà có mà. Ây da, thì là tội nghiệp cho nó. Đúng là ếch ngồi đá giếng. À, sư phụ à, lần trước sư phụ đi Đức Quốc mua cái kiếm này để dùng gì hả? Chứ sao tụi mày bịt mũi hết vậy? Đại ca tụi mày thúi lắm hả? Thôi mẹ quăng đá nó. Dám ném hả? Tôi đá ngay mặt đó. Đại ca, đại ca, không xong rồi, tôi bị ỉa chạy. Đặt cũng mắc ỉa thấy mẹ nè. Ê à, kiếm chỗ ỉa. À, đừng có bỏ tôi, chờ tôi với. Hey, cái đám tụi nó uống nước trộn thuốc sổ. Hey, lần này ỉa đã thiệt. Trời ơi, khổ quá đi à, khổ quá.
Đời tôi thiệt là khổ. Á đại ca, có sợ bị tội không? Vậy mày cần giấy trừ đất hay lấy tài? Tụi bay có cảm thấy ở giữa lỗ đất của mình ngứa không chịu nổi, giống như bị kim đâm, bị mũi cắn như vậy không hả? Lại bị Trần Mộng Cách chơi rồi. Đừng có sợ. Đúng rồi, đừng có sợ, không có dính cất, chỉ có chữ thôi. Hùng tập bát cái thằng khế đệ này. Lúc mày dùng giấy vàng mã để chùi đít thì ở trong giấy đó đã thoa một loại độc dược tên là vàng độc trùng cắn ngứa của Tứ Xuyên. Mỗi khi nổi ngứa lên, không phải là gãi một hai cái đâu, mà gãi tới nỗi không ngừng đó. Gãi tới khi lỗ đít chảy thành máu, máu sẽ chảy thành sông. Mày đồng thơ kiểu gì đây? Cái miệng không nhốt nhất mà có tiếng vậy. Nhưng cái tiếng đó không phải là của mày. Bởi vì có Trần Mộng Cán này đọc thơ đó mà. Sao đây, thấy ngứa hả? Ây da, có mũi kìa. Ây da, ngứa quá đi. Không gãi sao được chứ. Ê, chuẩn bị 1, 2, 3. Ê, ngứa quá, ngứa quá. Thì là ngứa quá, ngứa quá. Là mau, mau con sữa mẹ. Mau con sữa mẹ. Thuốc sữa mẹ tới nè. Cảm ơn. Không cần. Trần Mộng Cách, tụi ta chịu thua, cho tụi ta thuốc giải đi. Được, vì rút ngắn thời gian, tôi phải mời Lý công tử tới để làm chứng. Kêu tôi là anh đùi trước đi. Nùi. Lý công tử bận rộn cũng tới giúp tay ha. Cảm ơn nhiều. Ai bữa anh con gái như vậy thì anh có lòng không đây? Ai mau đi. Tao thà chặt tay chứ không chịu mất mặt đâu. Ê, thiệt không ngờ đây là một vị anh hùng hảo hán. Có kêu tôi là anh đùi tôi cũng không chịu đâu. Thằng Phan. Dạ. Vì muốn rút ngắn thời gian, chúng tôi đã chuẩn bị thuốc giải cho các vị dùng đây. Nè. Ngân lượng. Cái này để cho anh nhét vô lỗ đít trợn ngứa lại thì không cần phải giải nữa. Tốt, không cần suy nghĩ, đã nhét vô trỏng rồi. Thiệt không hổ danh là một đấng anh hùng can đảm đáng kính mến. Thằng Phan. Phan à. Dạ. Sư phụ nói giỡn thôi. Ngân lượng này để mua 2 lượng chuyên bối, 3 lượng thuộc địa, 4 lượng hạ phu, 4 chén nước nấu lại còn 1 muỗng cà phê. Sau đó nhét vô trong lỗ đít, 7 ngày sau bảo đảm không còn ngứa nữa, làm cho lỗ đít được trơn tru dễ ỉa. Ỉa thật là thoải mái, không sợ đau lỗ đít nữa hả? Phát ngân lượng đi, xin mời đứng dậy. Trần Mộng Cách này kính trọng Hồng Quỳnh là một nhân tài hiếm có ở trên đời. Ân quán hòa giải thì tốt hơn. Bây giờ Hồng Kông, Cửu Long ngoại ô đều bị tụi tay cai quản hết trơn. Đã nói là quốc gia có nạn, tôi và anh nên bỏ qua ân quán riêng tư để kết thành Kim Lan huynh đệ, đoàn kết lại để mà đối ngoại. Tôi bây giờ tự nhiên là khế đệ, uống trước một ly. Nè, mày muốn lắm, tao giận mày suốt đời, nhưng mà tao cũng phục mày khế đệ. Đây, đây, đây. Thằng Phan. Dạ sư phụ. Tha được cho người ta thì tha đi, mày có học được chi vậy? Dạ biết sư phụ. Ấy da, thắng à, họ dễ dàng như vậy mà còn nói lời nhân từ nữa, tôi thiệt phục anh quá đi. Vậy thì mời tôi đi nhảy đầm đi. Cũng là tôi hả? Không cần mời sao? Ê thôi cũng được, cho mình đi. Ê ổ gà, ổ gà, ổ đi. Cái bao câu này ngon quá trời á. Ổ đi, ổ đi, ổ đi. À Trần Huynh khoan ăn đã, để tôi đố anh nha. Hắc miêu là màu đen, bạch miêu là màu trắng, hùng miêu là màu gì hả? Wow, sao khó đoán quá vậy? Có nhiều người tưởng hùng miêu là màu đỏ đó, thật ra hùng miêu là màu đen trắng. Vậy sao? Wow. Đố thêm nữa. Một điểm giết một dài, cây súng nằm nghiêng nghiêng. Anh Mộc đối với anh Mộc, anh Công bị thiếu hết một miếng thịt là chữ gì? Dạ, cả cháu cũng khó húp quá ha. Không biết phải không? Đáp số chính là chữ Tàu đó. Bây giờ làm ơn bài kết cho chúng tôi làm ăn phát đạt đi hả? Không có, không có, nhờ cái miệng kiếm ăn thôi. Nếu như mà có cách đâu cần ngồi đây ăn chật chứ. Nè ăn đi, ăn đi. Bởi vì ăn là vui mà. Không có, không có cái gì hết đâu mà. Không cần quyết định tôi nữa, không có cái gì đâu. Đừng có làm phiền mà. Nói không có mà. Đã nói là không có mà, đừng có làm phiền tôi nữa. Làm ơn đi mà. Làm ơn chết đây chừng đi. Không phải vui giọng đi. Đúng vậy.
chuyện gì? Người ta nói Trần Mông Cách chơi sát dáng, tánh tình rất thực tế, thật là thực tế quá, không thấy tiền không mở miệng bài kế hả? Ba chúng tôi có tiền lại đẹp trai, điều này ai cũng biết, đẹp thấy một tổ luôn. Thì bởi vậy chúng tôi đẹp thấy một tổ luôn, mở cái tiệm ra không có ai tới để ăn đồ hết trơn. Trần Quỳnh à, anh làm ơn bày kế để kéo khách đi hả? Chúng ta chỉ là uống rượu chơi thôi, chắc không cần phải bày kế chứ hả? Thiệt là có phong độ, nói tới tiền thì sợ mất cảm tình. Nhưng mà Trần Quỳnh à, anh em chúng tôi không có tình cảm gì để nói với anh hết, nói chuyện tiền bạc đi trực tiếp hơn. Anh cũng lên lời thiệt đó. Thôi vậy đi, đổi hết cái đám gái này đi, mời mấy kem nào có nhan sắc một chút về đây để mà dụ khách. Đã đổi mấy trận rồi, cái đám này là thơm nhất rồi, anh cũng thấy đó mà. Hả? Vua cải kế của anh thì là cà chớn mà. Tôi nghĩ là kêu mẹ nó anh đó là vua cà chớn đi ha. Coi bộ mấy vị cũng có yêu cầu cao quá ha. Thôi vậy đi, qua đây. Cái gì vậy? Tự nhiên sao đông khách quá trời. Phải mướn thêm người ta chạy bạn về để tiếp khách chứ. Tránh hiếu kỳ ai cũng có hết. Ba gì nhất định phải nhớ kỹ. Mỗi ngày ba lần đúng giờ này thay phiên nhau nhảy xuống lầu. Có được sự chú ý của đám khách rồi thì tự nhiên quán xá sẽ là bàn phát đạt thôi. Nhưng mà từ lầu ba nhảy xuống có bộ nguy hiểm đó. Chỉ mang một huynh đệ, lầu bảy cũng phải nhảy. Ai vậy cũng đúng ha. Kêu người đem lửa tới nhà của tôi. Được rồi. Phan à, Phan. Hay quá trời ạ. Vô mày. Hay quá, múa hay thiệt. Hay quá. Hay quá. Muốn chết rồi mày, có cái đẹp cái luồng tạo. Dễ thương quá, nhìn mốc ghê. Dễ thương quá. Cảm ơn. Có con nhìn con cười kìa sư phụ. Mày sai rồi, là cười với tao. Đâu có, cười với con mà. Sư phụ à, quánh đồ tì ra cái gì ra cái này ra cái gì ra cái này ra cái gì 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 ra. Mở môi, mở môi, mở môi, mở mở cái gì ra cái gì ra cái gì. Trần Mông Cách thì bảo đảm không có chuyện này, đi mau. Thế con đi. Ế, bắt chậm phải có quả tàn, bắt giam phải tài trận. Con không có chứng cứ gì, đừng có nói bậy nhờ. Vô mau. Sư phụ à, vì muốn bịt miệng cô lại, con thà nhận tội cho xong. Nè cô à, tôi đưa đến cho cô trở lại nha, trở lại đi. Ế, như vậy thì có lời rồi. Đề tiện. Phương Đường Kiến, Trần Mông Cách, hai sư đồ của ngươi đừng là một nam tử hán, lại đi ăn hiếp một cô gái yếu đuối như vậy à. Ăn dụng rồi mà còn không lau miệng, dám đứng ở đây chơi mấy cái trò chướng mắt nữa hả? Thiền lý tuần hoàn, công đạo nhân tâm ở đâu? Cái thằng mắc dịch này lần trước đến bài chìm với tao, bị tao tới trận hết không cho nó ăn gián nào, cho nên nó ôm hận ở trong lòng, kiếm cách chơi lại tụi mình đó. Là nó hả? Cô nương xin hữu quý danh. Tôi tên là Thủy Liên Quan. Ngày hôm nay Phương Đường Kiến này sẽ vì cô trừ hại cho dân. Anh bạn, có chuyện gì từ từ ngồi xuống bàn thảo hả? Không cần nói, kéo Lý Si qua đây. Thần khuyển Lý Si. Thần khuyển Lý Si này đã từng trải qua một sự huấn luyện rất là gian khổ. Chỉ bằng một sợi lông thôi là nó có thể rượt cho tới đứt hơi luôn. Nếu chưa tìm được tội phạm thì nó không chịu buông tha đâu. Bây giờ để nó thử cho các vị coi. Đớp nó. À, cô Thủy à, cô đừng sợ. Tôi kêu con Lý Si hử đích cô là để lấy cái hơi cái người bóp cô đó. Nếu có gì thì con chạy kiếm người. Ráng chịu đựng lát nha. Sợ nó sợ chứ. Qua đây. Đớp nó. Nè cháu ngoan, cháu ngoan. Ngoan, thì ra nó thích ăn bánh bào xá xíu. Ây da, thôi chết mẹ rồi. Ăn trộm mà đi la ăn trộm. Thì ra cái người giờ mà muốn cô Liên Hòa chính là hắn, Phương Đường Kiến. Hey, lần này được minh bạch rồi. Thật cũng không ngờ chính hắn là người đã quấn luyện Lý Xì. Nhưng mà trong cái giây phút quyết định, lương tâm của nó đã được nổi lên vì chánh khí của tôi nhiễm tới nó, khiến nó quay cái đầu trở lại vì đại nghĩa diệt thần. Lý Xì quả thật không hổ danh là một thần khuyển. Chúng ta hãy cùng nhau hoàng hồ đó đi hả? Lý Xì tốt. Lý Xì tốt. Lý Xì là chó tốt. Lý Xì là chó tốt. Trung Quốc đã có được con chó tốt tên là Lý Xì. Trung Quốc có được con chó tốt tên là Lý Xì. Nè cô hai à, có chuyện muốn nói tôi hả?
Tôi đã trách lầm người của danh là Trần Trạng Sương. Tôi có mắt mà không rồng, xém bị cái tên khốn nạn đó gạt. Nói vậy thì cô đã thiếu một món nợ tình với tôi. Tôi mong có cơ hội để báo đáp. Đồ đệ của tôi anh Phan. Anh Phan, nó yêu cô lắm đó. Ê, sư phụ kỳ quá ha. Nhưng mà cô không cần phải yêu lại nó. Vậy đi, ngày mai đúng 3 giờ cô tới nhà của tôi, để mà báo đáp ơn của tôi đối với cô. Không biết là yêu cô thế nào hả? Ngày mai tôi đến nhà con đúng giờ. Giọt. Giọt nha. Thiếu gia kiếm được rồi. Thưa bà, kiếm được rồi. Cầu xin Chúa hãy phù hộ cho Như Hoa và Niệm Tây được lên thiên đàng sống an lành. Tức gia, nơi này gió lớn lắm, cứ để chúng tôi làm chuyện này. Nè Trung à, mở quan tài để xác nghiệm. Coi có thi hài còn nguyên hay không. Còn có thể thấy được gương mặt. Lật úp Niệm Tây lại và cởi cái quần của nó ra. Thấy cái gì? Cái đít. Trên đít có cái gì? Có một cái bớt hình tam giác. Là cái bớt đó. Đúng rồi, nó là em của con Niệm Tây đó. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô. Niệm Tây đã được bà bán đi Quảng Đông 20 năm rồi. Nếu nó còn sống, bà có nhận ra không hả? Làm người nếu dạng dài gió sương mặt sẽ khác. Nếu như được sống vui vẻ thì mặt sẽ khác. Thay đổi ra sao tôi không dám đảm bảo. Có dấu hiệu gì nhận ra? Lúc đó nó có đeo trong người một cái ngọc bối rất đẹp. Trên ngọc bối đó có một cái cửa nhỏ, đằng sau cửa có khắc chữ Tây của tước sĩ Hồ Tây. Sư phụ à, đang làm gì đó? Dạ chút đi. À. Sư phụ à, sư phụ đang làm gì đó? Đợi một chút. Ê, sư phụ. Wow, lần này người phát tài rồi. Hả? Gì? Gì? Người thử ông có thể liên quan có chịu không vậy? Có thể không sư phụ, đừng chơi con nha. Có thể không? Không phải chơi người đầu, một lát có liên quan tới tôi sẽ kêu thằng Nhân á đưa cổ ngồi trên ghế này. Cô thằng Nhân chạy cho mau đi châm trà. Vậy được chưa? Tốt quá, tốt quá. Tốt quá. Nhưng mà sư phụ à, sư phụ, làm sao nút lưỡi cổ? Tiên gọi thử đi. Thủy liên quan bị ướt hết thì phải làm sao hả? À, cậu cảm thấy khó chịu sẽ la lên. Không phải, không phải, cậu phải đi thay cái áo. Nhưng mà đông người vậy làm sao mà thay áo đây? Mày coi đi, cái cửa này á, khi đóng rồi sẽ tự nhiên khóa lại. Sau đó từ cái lỗ này á sẽ có nước chảy ra. Khi nước chảy ra thì theo bản năng tự nhiên của con người, thủy liên quan cổ sẽ dùng ngón tay nhét vào cái lỗ, nước càng lúc càng mạnh. Tiếp đó đối diện cũng có nước phun ra nữa, và cũng dùng ngón tay nhét vô. Nhưng mà Thủy Liên Hoa không có nghĩ ra, vẫn còn cái giò nước mạnh hơn nữa, từ ngay chỗ này phun thẳng vào mặt của cổ. Bộ sư phụ nghĩ vậy hả? Thủy Liên Hoa lúc đó sẽ khẩn trương lắm, không biết phải làm sao. Kêu trời cũng không tới, kêu đất cũng không nghe. Cổ sợ tới nỗi mặt mày nhăn nhèo lại hết, phi hồn phách tái. Vì muốn tự bảo vệ cho mình, ai cũng biết cổ sẽ lấy cái lưỡi nhét vô đó mà. Dùng cái lưỡi nhét vô vậy hả? Tới lúc đó thời cơ tới rồi á, mày cứ việc á kéo cái giò nước này ra, kế tiếp á thì để cái lưỡi của mày vô trỏng. Hay vậy là con có thể hôn cổ rồi, có phải không? Tao có tính trước rồi, ba cái chuông rung lên một lượt thì mày hôn nha. Hôn cổ có lợi gì? Ê anh Phan à, anh muốn chơi tôi hả? Ê sư phụ à, lỡ như cổ cắn con thì sao hả? Có đứt lưỡi không? Mày hôn cổ con đã sướng rồi, không có cắn mày đâu. Ê sư phụ tốt với con quá. Sư phụ đối với mày tốt phải không hả? Phải. Nhà Nhân à. À sư phụ, qua đây, qua đây. Người đứng ngay trong phòng này đừng có ra ngoài. Đợi cho tới khi nào có cái giò nước ở đây phun thẳng vào mặt của mày, sau đó mày làm ơn lấy cái lưỡi heo này á nhét vô cái lỗ đi. Có hiểu chưa vậy? Hiểu. Nói lại nghe thử.
Mẹ kiếp mày, một lát nữa có cơm bự như cái giò giòi á, phun thẳng nước vô cái mặt nguồn gốc của mày. Thì lúc đó mày đem cái lưỡi heo thúi này á, nhét vô cái lỗ to như cái lỗ mẹ của mày đây nè. Ờ, nói sớm chút đi. Tiệt là đề tiện. Làm thử cái đã, làm thử cái đã. Thằng Phan phòng này, còn thằng Nhân phòng này, còn mình ở phòng này, mình hồn thủy liên hoa phòng này. Nếu như bị cậu bắt tội thì thằng Phan sẽ nhận tội là hồn thủy liên hoa. Thủy liên hoa sẽ tán vào mặt của nó liên tiếp như vậy. Còn tôi lên phía trước đạp nó vài cái, còn thủy liên hoa sẽ ngã vào lòng của tôi. Và tôi sẽ an ủi cô vài câu. Nhân cơ hội này cho cô uống thiệt là say. Sau đó thì tôi sẽ xét. Trong thời buổi này, dù kế nổi tiếng trừ tôi trả thì đâu ngoài sánh bằng tôi nữa đây hả? Xách nhiều hành lý về làm gì? Dọn nhà hay sao? Không phải, phu nhân về tới rồi. Phu nhân? Dạ phải, đã cùng với một người bạn đi vào phòng khách kế bên. Wow, cái house này bự quá. Quanh treo lý. À, vậy chị là khách, chị ngồi đi. Xin lỗi nha, chị đi thay áo trước đi. Quỳ, đừng nha. Ông xã. Cậu phải em để cô đang hô kia kìa. Hả? Ê. Tại vì cái phòng này. Ok, anh gấp hả? You first. Chết mẹ. Cứu mạng. Cứu mạng. Cứu mẹ đó. Cứu mạng. Cứu mạng. Cứu mạng. Cứu mạng. Ây da. Cứu mạng. Cứu mạng. Sư phụ à, sư phụ. Chết người rồi, chết người rồi. Nguy hiểm quá. Sư phụ à, nó còn lúc lắc nè. Sư phụ à, sư phụ. Anh Phan. Sư mẫu. Xin lỗi nha, tôi tưởng cái lưỡi cô liền. Này đâu không phải. Cái lưỡi gì đó. Xin lỗi nha, tôi đến chị. Hả? Sao Linh vậy? Có ma, ma. Hey, what's going on? Thì là lộn xộn. Tôi tổ chức không được. Cứu mạng. Cứu mạng. Này Lô Nhẫn. Sao hả ông xã? Anh rõ ràng cho em đi Anh Quốc học pháp luật. Tại sao khi không trở về đây vậy? Để cho anh được ngạc nhiên mà. Wow, ngạc nhiên thiệt đó. Cầm đũa đi. Sẵn em mới hỏi, lúc nãy vì lý do gì mà anh bị nước tống ra khỏi phòng vậy hả? Em thấy khắp nơi đều có bố trí cơ quan. Không biết anh có rảnh để phát biểu về vấn đề này hay không hả? Rảnh thì rảnh chứ, nhưng mà không có được tiền mấy. Hey, sư mẫu à, trách làm sư phụ rồi. Tại vì sư phụ thấy Đồ Nhi có ý niệm cầm thú cho nên mới bày trận thiên la địa võng để cho Đồ Nhi có cơ hội được hôn cô Thủy Liên Hoa thôi. Vậy đó, xin đừng hiểu lầm sư phụ nha. Hả? Nhưng mà sư phụ à, còn cái lưỡi heo này chẳng hay sư phụ có tiện giải thích hay không đây. Hả? Tiện thì tiện lắm, nhưng mà không có được rảnh. Thôi được, dù cho có rảnh để nói thì tụi này cũng không có rảnh để nghe. Thằng Phan, mày liếm qua cái lưỡi heo rồi hả? Có liếm qua. Thì phải, ta mua về cho mày liếm mà. Nhưng mà lúc đầu sư phụ nói là để con liếm cái lưỡi của cô Liên mà. Cần tra cái lưỡi của Liên là tao muốn liếm. Còn lưỡi heo mua về cho mày liếm thôi. Tao chơi ghét mày đó. Tao giật đầu của mày. Chơi trên đầu của mày đó. Thế nào, tao sợ gì chứ?
Mấy bữa nay trời hạn hán nóng nực quá đi, không có giọt mưa nào hết. Ta muốn chơi cho đỡ bực mình thôi, như vậy có được không hả? Vậy thì được rồi. Nói được thì đâu có gì nữa. Cái thằng bản dịch địa kỹ quá mày. Với gia tình thâm hậu của tụi mình, ta thế nào cũng để cho mày liếm mà. Không tin đó mày hỏi cổ đi. Xin lỗi nha Trần Mộng Cách, anh là người đã có vợ rồi, tại sao còn mời tôi tới đây ăn cơm? Tôi sẽ hiểu lầm anh. Anh có nghĩ đến cảm tưởng của tôi hay không? Có tài không phải là ngon đâu. Uầy, cô Liên à. Very simple. Cổ thì yêu tầm ảnh, ảnh chơi anh kia, anh kia muốn hôn cổ, chị thì lại giận ảnh. Tôi muốn chơi cô đó. Tiểu Hảo, Tiểu Hảo, cho mượn cái đèn. Cô Liên à, cô Liên, cô Liên à, đợi anh chút. Cô Liên à, khoan đi đã. Cô Liên à, trời tối lắm, tôi tiễn cô điên đoạn đường nha. Cho tôi mượn cái đèn, lần sau sẽ trả lại cho anh. Vậy lần sau có cơ hội gặp cô nữa. Nếu mà có thể không trả thì là tốt nhất. Tôi đã không có lấy được ảnh, không có lấy được trái tim của ảnh, nhưng mà có cái lồng đèn này coi như là có kỷ niệm. Cô Liên à, lý do gì cô thích sư phụ tôi vậy? Người đàn bà nào cũng hy vọng là kiếm một người giỏi hơn mình, một người đàn ông có thể bảo vệ cho mình. Cô Liên à, nếu như có một người đàn ông không giỏi hơn cô nhiều nhưng mà có thể bảo vệ được cô, vậy không biết cô có nghĩ lại hay không hả? Tôi chỉ muốn kiếm một người tốt. Nếu mà tôi không lấy được một người chồng tốt, tôi thà ở vậy không có lấy chồng. Quả nhiên thanh khiết, không phải là người đàn bà dâm đảng. Tốt quá. Anh Phan à, đàn ông phải học hỏi tứ phương. Chuyện tình nam nữ anh hãy bỏ qua một bên đi. Anh còn trẻ tuổi, anh phải nên ra ngoài cho biết. Hả? Đi ra ngoài, đi ra ngoài, tôi biết đi đâu bây giờ chứ. Hả? Có phải như vậy không đây? Phải. Thiệt không hả? Thiệt. Bộ bây giờ anh quốc tình hành nhúc là cái này hả? Nhúc là cái gì? Nhúc này nè. Anh nhúc nhích sao? Anh có nhúc mà. Thì nhúc như vậy. Ờ, là look. Tiếng Anh bây giờ của em á thông thạo thiệt hơ. Thiệt là không uổng công năm xưa anh đã đưa em đi Anh Quốc để mà du học. Anh cũng đã không phụ lòng của em, mặc lên người cái món quà tặng từ phương xa. Anh coi, anh mặc lên thiệt là đẹp. Anh nghe rõ được mà. Cái câu này của anh á là thiệt lòng đó. Vậy mà anh cũng nghe được. Anh rõ ràng là đi trong ruột của em mà. Em nói cái kiểu này á thiệt là lãng mạn quá đi. Đã khuya rồi, thôi đi ngủ. Tốt. Em trước đi. Không, anh trước. Không được, em trước. Đừng khách sáo. Anh thì không dám, không dám, không dám đâu. Đừng mà, coi như để mặt em đi. Không đâu mà. Vậy được, anh chỉ đành nghe lời của em thôi. Tôi nghĩ chồng của tôi không thích tôi nữa. Chúng tôi kết hôn đã 7 năm rồi. Tôi đi Anh Quốc 1 năm nữa, giờ ngay cả nói chuyện cũng không nhìn tôi. Hả? Hết cách thôi, tôi nói chuyện cũng không nhìn ảnh cho xong. Ê, anh đưa tôi đi Anh Quốc là để học luật. Tôi đi học cái khác. Học cái gì? Fashion design. Sai cái gì? Học may đó. Hey, thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Thế giới này thiệt lớn quá ha. Đến nỗi học may cũng phải vô đại học nữa. Cho nên anh nên đi ra ngoài để học hỏi thêm. Đúng, một lời của sư mẫu làm tôi tỉnh giấc. Đàn ông phải đi xa cho biết đó biết đây. Nhưng mà nếu xa quá tôi không đi. Đi gần thì tôi đi. Đi Hồng Kông cho gần. Ở, anh đi Hồng Kông? Dạ phải sư phụ. Hồng Kông là đất thuộc địa, không phải cho người mình ở đâu. Là tụi Tây Dương ở thôi. Mặc kệ họ, ai đụng tới con đập cho anh trận. Ờ vậy được. Sư phụ mặc kệ con. Sư phụ à, tiền lương của con gửi cho thầy, chừng nào trả lại? Mày nói gì? Tiền lương đó. Còn cậu trước? Không có. Kêu tao mặc kệ mày hả? Good, very good. Mày nói đó nha. Sư phụ à, mì gà nè, ngon lắm. Bới cơm. Ê, để tôi. Sư phụ, cơm đây. Bộ còn biết tôi đang giả mặt hay sao chứ? Lấy nửa chén cơm thôi.
À, để tôi. Đồ ngu, thì đúng là đồ vô dụng. Phần nửa phải không? Phần nửa trên trời, phần nửa dưới đất. Nè, phần nửa nè, ăn đi. Mày dám chơi tao? Ở trong nhà của tao chơi kiểu này, muốn dằn mặt tao hả? Sao nói bỏ mặt tôi? Đã thua rồi đó Trần Mộng Cách à. Qua thuận nhà thịnh vợ đến sư phụ. Cám miệng. Trong chủ của tao, tới chiếc đạo phiên mày lên tiếng. Mày Trần Mộng Cách bây giờ xin thề có ngọn đèn, từ đây sẽ không lo cho Hồ Phan nữa. Nếu như mà không giữ lời thì sẽ bị pháp luật trừng trị. Thầy bỏ mặt con hả? Bỏ mặt thiệt phải không? Đồ ích kỷ, đồ sinh bất lực, cái đồ máu lạnh, cái thằng chó đẻ này. Mày nói gì hả? Đồ chó đẻ. Gạt tiền của tôi. À, anh Phan à, anh trốn đi, trốn lẹ đi. Đi trốn hả? Nhân à, bảo trọng nha. Tôi không phải sinh bất lực, tôi không phải là sinh bất lực, tôi không phải. Anh à, anh sao vậy? Chỉ nằm mơ thôi mà. Thằng Phan nói lành có máu lành và ích kỷ, có phải thiệt không hả? Tôi cô độc. Tiếng Anh nói làm sao? I love you. I love you. Thiệt đó. I love you. I love you. I love you. I love you. Đã khuya rồi, có chuyện gì không? Cô Liên, Trần Mộng Cách thì đúng là con rùa rút đầu. Tôi theo hắn nhiều năm mà hắn còn chửi tệ với tôi, huống chi là cô. Không có chuyện gì khác chứ. Cô Liên à, thật ra cô không còn nhỏ tuổi nữa. Tôi có miếng ngọc bối này tặng cho cô đây. Cô hãy vô lấy vài bộ đồ theo tôi xuống Hồng Kông ngay, mau lên. Cô không đi hả? Đường đi Hồng Kông xa xôi lắm, anh hãy giữ miếng ngọc bối này để mà hộ thân. Lỡ gặp sơn tặc thì có đồ cho tụi nó cướp, tụi nó sẽ không có lấy mạng của anh đâu. Cũng đã khuya lắm rồi, anh hãy lên đường đi. Anh hãy cẩn thận nha. Người bán miếng ngọc này ở đâu? À, mời qua đây. À, xin mời, xin mời. Nè, xin mời chị. Welcome, welcome. Xin mời, xin mời. Hello. Xin mời. Xin chào các vị, cô đây chào. Xin chào các vị. Xin chào. Xin chào. Xin chào các vị. Xin chào. Xin chào. Em không có liên can tới tôi, tôi không biết nổi xuống. Đi mau, đi. Tại sao bắt tôi không có giết người. Buông tôi ra, tôi vô tội, tôi không giết người, tôi vô tội. Dũng không, đi.
người Tây. Vua mua đó rồi. Chú à, ông chửi gì vậy? Xin đừng, xin đừng. Cứu tôi, cứu tôi, cứu tôi. Cứu tôi, cứu tôi. Đau quá, đau quá. Tại sao hành hình thằng nhỏ của tôi chứ? Bây giờ anh bị thưa tội mưu sát, anh có thể kiếm luật sư để biện hộ cho anh. Có luật sư không? Có. Trần Mộng Cách. Shit. Thí chủ đã chuẩn bị chưa? À, kiếm được rồi, kiếm được thiếu gia rồi. Được, đi. Dao đã cạo rồi thì không mọc tóc được nữa, không thể lựa chọn đâu. Nói chuyện gì vậy hả? Nhưng không biết chuyện gì hả? Để coi. Đi. Đừng có hối hận nha. Cạo đi. Đừng cạo đâu. Ở dưới nách của tôi có chí mà cũng không cho tôi cạo đó hả? Được ép người quá nhờ. Thí chủ có tiếp tục không? Tiếp tục cạo đi. Thằng Phan ở Hồng Kông bị bắt rồi. Hả? Ừ. Ê, what? Hả? Có đi cứu nó không? Làm sao cứu? Không cứu sẽ chết đó. Nhân sinh tự cổ thùy vô tử. Cũng tại danh thông minh. Không có, không có đâu. Nó phạm tội ở Hồng Kông, họ dùng luật lệ của Đại Anh Quốc. Hết cách rồi. Ê, anh đem đi Anh Quốc học luật. Dù đón mò đi nữa thì em cũng có thể giúp được ảnh một chút xíu đó mà. Nói cái gì mà nói nhỏ quá vậy? Ừ. Hồi trước tới giờ anh luôn giúp em mà. Cơ bộ là anh phải giúp cho em đó. Sư phụ, 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 sư phụ. Giờ cơm tới rồi. Hả? Tới giờ cơm. Ở đâu phát cơm vậy? Mời tay hả? Dạ phải. Ừ. Xa thôi. Đừng có ăn hiếp tôi nha. Sư phụ tôi giỏi lắm đó. Trung Hoa đã đạt đến hiệp nghị, vụ án sẽ được xử trong tòa Anh Quốc. Phán rồi sẽ tử hình, không được thượng cáo. Còn nữa, đã tranh luận để mời Trần Trạng Sư bào chữa cho Hồ Phàm. Tài hạ đã sớm biết chuyện này. Thêm nữa, Lý Hồng Sương đại nhân có nói, nếu có thể bào chữa cho Hồ Phàm được vô tội, là một anh hùng dân tộc phú quý vinh hoa, chỉ trong nay mai thôi. Ê. Nhưng nếu lỡ như vụ án này bị thua rồi, không cần phạt đứng chứ hả? Vậy là làm nhục nhã quốc gia.
Nhẹ thì bị phạt, nặng thì tru di cổ tộc. Như vậy là ép tôi lên bàn. Không cần phải giận, tại vì không có đủ ghế ngồi mà. Sao như vậy? Nói tao biết tại sao lại như vậy. Mày đi đâu cắt tóc? Đường Na Thang số 9. Thấy người ta đi cắt tóc, mày cũng ngứa mình đi cắt tóc. Cho dù là muốn cắt tóc đi nữa thì cũng phải hợp thời mới được chứ. Mày coi mái tóc có xứng với lại gương mặt của mày không đây? Gương mặt của mày có xứng với thân hình không đây? Thân hình của mày có làm nổi bộ tóc không hả? Cái tướng của mày bây giờ thì là không có giống ai hết. Đại ca, thật ra bây giờ mày muốn gì đây? Sư phụ, con lỡ rồi sư phụ à, xin tha cho con đi, con hối hận lắm. Ngồi lại cho đàng hoàng, đâu đưa câu chuyện, mau kể hết lại tao nghe. Dạ, hôm đó con đi một mình tới đường Na Thon, con đang đi, thì con bà mập vẫy tay với con, nói là anh hai à, cắt tóc 5 xu thôi, cho nên con mới vô cắt đó. Dạ nó đừng có hàm rẻ mà, rẻ đâu có tốt chứ, bây giờ biết lỗi chưa hả? Có thời gian nói lại vụ án đi. Cái đêm mà xảy ra chuyện thì con về họp đêm Hồng Kông để múa lân. Múa lân xong thì ra sau khán đài. Đột nhiên khi không có người dùng cái bao tải chụp đầu con lại, đẩy con nhà tới trước, cho nên con phải ráng phản kháng. Đang phản kháng thì có người tụ quần con xuống. Ờ, vậy mày có bị nót? Có. Có đau không hả? Không đau. Có khoái không đi? Không khoái. Bị người ta tụ quần, người ta nhìn thấy đít con thấy hơi lạnh thôi. Sau đó thế nào? Sau đó thì con chống cự, dỡ được cái bao ra thì thấy nó cầm súng chĩa vào người con. Ê, thằng biến thái, mày muốn gì hả? Thằng biến thái. Nè, mày muốn gì? Mày chờ vợ của tao còn làm dữ nữa hả? Đừng giết chúng tôi nha, đừng giết chúng tôi nha. Như vậy được rồi, có người đứng ở gần đó bắn chết Hồ Xuân, tự dưng quan cho Hà Phan. Nhưng mà còn cái điểm quan trọng nhất, thật ra mày cũng quyến rũ vợ của người ta không hả? Sư phụ à, vợ của Hồ Xuân con chưa có hề gặp qua lần nào, làm sao quyến rũ được chứ? Rõ ràng là Hồ Xuân nói láo, nhưng mà tao chính hắn có bị người ta giết. Vậy được rồi, cái điểm quan trọng nhất là cái đích của mày. Ê, tại sao đích của nó có anh tầm giác vậy? Cái bớt. Cái bớt. Wow, anh Phan nóng trong người đó, có nhiều mục quá. Sư mẫu à, chút đỉnh thôi. Ừ, rất độ kìa. Ớ, là bà Thiên Cẩu đó. Anh Phan à, như vậy nghĩa là sao hả? Cái này kêu là nhét đồ đó. Sư phụ à, ở Hồng Kông này ngồi tù á, thì phải giúp cho các đại ca trong tù giấu đi đồ nghề cờ bạc. Giấu một cục á, thì phải nhét thêm cục nữa. Sư phụ à, sư phụ giúp con nhét ra vô đi. À, dù sao cũng nhét vô mà. Nè, tao có cái đường gà. Hay là mày đút vô luôn đi. Vô tới trỏng khi nào đỡ bụng á, lấy ra ăn đỡ. Dạ được sư phụ. Nè. Được rồi, cảm ơn sư phụ. Còn khách sáo làm gì, giữa ta và mày á còn nói ba cái lời này sao? Tôi chết mẹ, tao nhét luôn cái nhẫn vô trỏng rồi. Nè anh Phan à, anh có tiền thả cái nhẫn trở ra không vậy? Dạ được, dạ được. Ờ, chỉ có cái đùi gà thôi, chiếc nhẫn còn trong đó đó anh Phan à. Vậy sao, sao mà nhiều đồ quá vậy? Sư phụ à, vậy cảm phiền sư phụ thọ tay vô kiếm đi. Được. Ồ, cái hoa này đẹp quá, đẹp quá trời. Hoa này hoa mồng gừa đó ạ. Đẹp quá ha, đẹp thiệt. Hoa này thứ tuổi ít có lắm à. Đẹp thiệt. Cái này trên trong phòng mà hấp dẫn lắm à. Ồ, cái này chuyện gì? Giật bóp à, giam giật bóp à mày. Tại vì quy lệ của pháp đình, tuy Trần Mộng Cách không phải tự nguyện rửa tội, nhưng rất hoan nghênh anh ấy tin vào Thiên Chúa. Thank you.
nó ra. Kỳ nãy có chiếc ngâm sành sờ tôi mà, tại sao đàn ông phải ngâm lâu như vậy chứ? Ê, tại sao đánh nhau chứ? Chảy máu mũi rồi kìa. Tôi không có đánh hắn. Không quan nhập tới ảnh. Coi kìa. Hơ, mấy con đầm thôi, tôi ghét nhất đó. Tôi nghĩ xài đỡ chắc cũng được chứ hả? Nhét vô cái chỗ của con mẹ mày. Mày cất hết bộ thiền cẩu này cho tao. Còn nữa, cất luôn bộ bài chim của tao. Bàn ghế để tao đánh bài chim luôn. What? Cảm ơn Hùng đại ca nha, cảm ơn. Trận mộng cách đã dặn thì tao sẽ coi chừng mày. Đập anh chút. Sư phụ của tôi giỏi lắm. Mày, ông giỏi lắm, yên tâm đi. Xin mời bồi thẩm đoàn ra dự phiên tòa. Ông chưa kết sanh, ông là người tàn tật. Bốn tòa phán cho ông không cần phụ trách làm bồi thẩm viên. Objection. Ông object cái gì? Kỳ thị người tàn tật đã phạm vào điều lệ tinh thần luật pháp. Trương Khí Sanh này tuy là cặp mắt tôi mù, nhưng mà lâu nay tôi là một người ngay thẳng và công bình. Công con mẹ mày. Dùng hai chữ công chánh để xét việc. Nếu ông không cho tôi làm, tôi sẽ đi thưa ông. Được, tôi để ông làm. Được, cảm ơn. Vừa có bồi thẩm đoàn vừa có quan tòa, đông người như vậy ai có quyền phê phán đây hả? Phải không? Em trả lời anh rồi sao? Được. Toàn chủ không. Kính thưa bồi thẩm đoàn, trong mấy ngày sắp tới tôi sẽ bày ra trước mặt của các vị một phương diện xấu xa nhất của loài người. Vụ án này là vụ án tán tận lương tâm, tàn nhẫn nhất, là một vụ mưu sát. Bị cáo Hồ Phan cùng với vợ của phạm nhân có quan hệ với nhau, không những hắn đã dụ dỗ vợ người ta mà hắn còn cố ý hoàn toàn đoạt lấy Như Ngọc, kêu Hồ Xuân đến gặp hắn rồi giết chết. Bây giờ Như Ngọc đã bị mất tích rồi, chúng ta có đủ lý do để tin rằng chắc cũng đã bị cáo giết chết. Chúng ta tin tưởng Thượng Đế toàn năng. Tại vì công lý nơi đây là pháp đình, thì đây là nơi Thượng Đế sẽ đem lại công lý và phơi bày ra cho chúng ta. Nói dữ quá hả? Luật sư biện hộ. Kính thưa quan tòa, tôi muốn hỏi bồi thẩm đoàn một vài câu. Hỏi cái gì? Là những câu tương đối khá quan trọng. Cứ hỏi đi. Bồi thẩm đoàn, nếu như các vị cảm thấy bị cáo á quả thật đẹp trai á thì giơ tay lên. Còn nếu như các vị nếu như cảm thấy không có đẹp trai á thì giơ tay lên. Còn nếu cảm thấy gương mặt của bị cáo xấu đến nỗi hết chỗ chê á thì cứ việc giơ tay lên. Yeah. Các vị, bị cáo cái mặt quá xấu trai đi, lại không có tiền, cơm thì bữa đói bữa no, ai cũng nhìn thấy rõ đó mà. Xin hỏi là có tài năng gì dụ dỗ được vợ của người quản lý cao sang trong một đại gia tộc như vậy chứ? Quan tòa, tôi phản đối. Thưa quan tòa, tôi chỉ muốn giải thích ra điều quan chủ khống nói, đó là động cơ giết người của bị cáo là một điều quá vô lý đi. Thưa quan tòa, sự so sánh của trạng sư bị cáo thật là quá vô lý, không thực tế. Thực tế chút nha. Nè vị cô nương kia, nếu bị cáo muốn cô có chịu không vậy? Đương nhiên không chịu.
trả cho cô 500 1000, giá chi một đêm chắc được chứ hả? Cái lộ quay công 500 1000 mà đời cô tôi á, chó đẻ. Nè cô, hỏi cô thì cô trả lời đi, tại sao chửi tôi chó đẻ chứ? Miệng cô thú quá đi, cô tưởng cô ngon lành lắm hả? Đáng con kiếp mẹ mày cho đẻ mày đã tham mê sao mày bị ngồi tù mày là tên sát nhân mà tao chết bây giờ mới đúng á tao chết luôn đi con mẹ già mẹ thôi nghe mà còn ăn nữa con mẹ già mẹ thôi à muốn chết hả mày đó muốn gì đây muốn tìm lan thưa quan tòa động cơ giết người chứng minh là không có rồi hơn nữa thưa quan tòa bị cáo có đẹp trai không cái mặt ra sao đi nữa cũng không có liên quan tới việc giết người hơn nữa luật sư khoan đã anh khoan nói khoan nghe tôi nói trước cho dù có giết người đi nữa cũng đi xa một chút đâu có lý do nào giết ở chỗ mình đang làm việc chứ vậy anh cảm thấy Hồ Xuân chết thế nào tôi làm sao biết tất cả nghe thứ rồi có lẽ Hồ Xuân muốn hiếp dâm Hồ Phàng hiếp dâm không được lại bị người ta giết chết cho nên nhân tiện đó du quan luôn trên một cách nên nhớ đây là pháp định của đại đế Anh Quốc không phải là cách nhằm môn quan của người Trung Hoa các anh tôi thiệt không biết anh đang làm cái gì không biết pháp luật vậy anh làm ơn về nhà học thêm nữa đi anh không vì danh dự của mình nhưng cũng không nên phá hoại tiếng tăm của người Trung Hoa các anh sorry sir tối nhà đó là đại đế Anh Quốc đừng có quên Hồng Kông này cho tôi mượn thôi phải trả lại đó nhờ chỗ của tụi mình mà chơi như vậy thì là khốn nạn mà vậy thông pha một chút đi ok thì bởi vậy sorry sir cho truyền nhân chân lúc đó tôi đang ở trong nhà bếp nghe bên ngoài có tiếng súng nên tôi chạy ra coi thấy được cái gì tôi thấy Hồ Xuân bị trúng đạn nằm dài dưới đất máu me đầy mình Hồ Phan còn chỉ súng vào người hắn cười ba tiếng họ nói Hồ Xuân lần này mày chết chắc rồi sao nữa tôi sợ quá nên la lên thì Hồ Phan đã được theo tôi phản đối nhân chứng đang nói gì đó khẩu cung mình cho bố cảnh sát đâu cũng phải như vậy chứ tôi cũng đang định hỏi tại sao lại đổi khẩu cung phản đối vô hiệu chỉ cần trả lời câu hỏi vì sợ Hồ Phan báo thù nên tôi không dám nói ra sự thật không còn gì hỏi nữa tới phiên anh tôi yêu cầu trình tài chứng thứ nhất nhân chứng cây súng này chỉ có thể bắn được một phát thôi sau khi nghe tiếng súng nổ làm sao bị cáo rượt theo anh được chứ hắn không dùng súng để mà đuổi theo tôi dùng cái gì lưỡi liềm mặt trăng có tiền không đây công thiệt hả Hồ Phan rượt theo tôi hắn dùng quyết tích tử hắn rượt theo tôi sợ lắm nhưng mà hắn cứ rượt theo hắn dùng một cây gậy ba khúc đánh vào đầu của tôi đánh bên trái rồi đánh bên phải đánh trên đầu tôi đánh dưới chân hắn cứ đánh lúc đó hắn dùng một cặp đao nguyên ương tất cả những tài vật này trước đây tôi chưa có hề nhìn thấy đây là phát hiện mới giết một người thôi cần chỉ phải đem 10 thứ vũ khí chứ vậy đủ chứng minh Hồ Phan có mù từ sớm ngay cả dân vô tội hắn cũng muốn giết chỉ giết người hết để bịt miệng cái thằng miệng thúi kia tại sao cái gì mày cũng nói được hết vậy mày thì đáng chết mày sinh con sẽ không có lỗi đích đó chờ coi thưa quan tòa tôi yêu cầu thưa thêm tội hắn hăm dọa nhân viên tư pháp khi dễ pháp đình cố ý gây thương tích cho tôi và quan rác rưởi nơi công cộng thêm 4 tội này Trần Mông Cách không phải tôi quan đâu còn đủ 2 chiếc đừng có vô quan nha trời ơi anh quan chiếc giày của tôi mà tính sao đây chứ trẻ chút mà lên mang đỡ đây chứ. Thiệt đúng là con dao lưỡi liềm ha. Thiệt đúng là quyết tích tử. Hả? Ê, có yêu khí. Là gì đó? Là cất mèo. Anh đói dữ vậy sao? Đây là manh mối quan trọng mà. Long Nhị Ca anh đang nghĩ gì vậy? Bằng vào 3 chữ Long Nhị Ca. Ở đây chắc có nhiều manh mối đó. Tôi đạp vô nhiều lắm. Chiếc kia có không hả? Nhiều lắm. Vừa hết Long Nhị Ca đi. Manh mối quan trọng đó. Mau kêu Long Nhị Ca. Long Nhị Ca. Có tiếng chừng. Càng lúc càng xa. Càng lúc càng xa. Long Nhị Ca, mau đi về đi. Ê, đợi tôi với. Có dao lưỡi liềm là có quyết tích tử. Chuyện này chắc đã có mù sớm. Thằng Hoàng chủ khống này thiệt lấu cáo quá đi. Thằng nào vậy? Nó dữ lắm. Nhưng thật tình cờ, nó là ông chủ của Hồ Xuân, tên là Hồ Trung. Hồ Trung có ông chủ hay không đi? Có, ông già của nó, Hồ Tây. Hồ Tây? Hắn là nghị viên trong cuộc lập pháp,
Việc làm ăn của hắn bao trùm Đông Nam Á, mấy khu phố ở khối Tây Hoàng cũng là của hắn đó. Tây là Tây đó sư phụ. Nói tới cái chữ Tây này á, thì tôi lại nghĩ ra cái gì hả sư phụ? Đúng hả? Tôi chợt nghĩ ra là Hồ Phan cũng có một cái Tây. Hả? Là ngọc bối có chữ Tây. Nói không chừng là có điều bí ẩn gì. Vụ án này chắc có liên quan đến thân phận cô nhi của Hà Phan. Rồi dẫn. Ông xã, Hồ Tây là người thế nào? Tên đạo Thiên Chúa, tánh tình trung trực. Được. Nhân à. Dạ. Lập tức đem tên này giao tới Hồ Tây. Tôi muốn hắn phải tới pháp đình để gặp thằng Phan. Anh sư phụ Hoàng, sao vẽ cái hình trần tuộn vậy? Thấy quái hả? Lâm Nhị Ca, lần này phải nhờ vào anh đó. Nói đi. Các nhân chứng chỉ chứng Hà Phan nhất định là bị người ta hăm dọa hay là mua chuộc rồi. Tôi bây giờ muốn dùng chiều gây ông đập lưng ông. Anh làm ơn đi kiếm tụi nó ra, dùng thập đại cực hình của Mã Thành ép tụi nó nói ra trần tướng đi. Ừ, tốt lắm. Làm sao nghĩ ra được? À, dùng đầu óc suy nghĩ. Yên tâm. Ừ, cứ để tôi lo hết cho. Ừ. Ừ. Không sao không sao, cứ để tôi lo hết cho. Yên tâm đi, để tôi lo cho. Hả? Hình như Long Nhị Ca đi không vững hả? Chú quan tòa, tôi muốn triệu ra một nhân chứng mới. Là ai mà ngon vậy? Chính là ông già của mày. Phản đối, sao lại chửi tôi? Anh đừng có phản đối hoài như vậy. Thử nghe người ta nói một lần có được hay không vậy hả? Xin mời tướng sĩ Hồ Tây. Đúng là ông già của mày. Đây là sư phụ của tôi. Trần Mộng Cách. Xin lỗi Lâm phi tướng sĩ. Mời. Xin lỗi thầy, tôi xin thành thật tuyên thệ. Tiến sĩ, bọn có quen bị cáo Hồ Phan hả? Không quen. Nhưng mà nó rất giống vợ bé của tôi, là Như Hoa. À, cái gì? Ông có còn với người thiếp của ông đó hả? Tôi có một đứa con trai tên là Niệm Tây, nhưng mà nó đã chết rồi. Tại sao bị chết? Điều này tôi không biết. Tại sao lại không biết chứ? Bởi vì chúng tôi đã thất lạc nhau 20 năm rồi. Vậy tại sao ông nói là hắn bị chết? Tại vì tôi đã thấy được xác của nó. 20 năm không gặp, ông cũng nhận ra thằng con của ông đó hả? Tôi đã nhìn thấy được cái mông của người chết. Là cái mông? Đúng vậy. Trên cái mông xác chết ở bên tay phải có cái bớt hình tam giác, cho nên tôi tin đó là cái xác của nó. Tức sĩ, chuyện đời không có gì là tuyệt đối cả. Tôi có nói ra cũng không tin. Thằng Phan, không cần tao dạy chứ hả? Mau cởi quần của mày ra. À. Vậy người trước kia lúc đó chào đời cái mặt là sao? Ông cũng chưa có nhìn thấy. Cái bớt thì có thể dễ lên được đó mà. Vậy thì nó là Niệm Tây đó. Bữa nay cha con được nhìn lại thì làm chuyện đáng mừng để nhà chúc mừng. Niệm Tây. Niệm Niệm Quay nè, đừng có quá kích động nha. Đừng có quá kích động. Quay, người đâu? Tới đây lo cho tước sĩ đi. Các vị đã thấy rồi, tước sĩ Hồ Tây đã chính miệng nhận bị cáo là con ruột của ổng. Vụ án này xảy ra như vậy, đây rất có thể là một vụ án tranh đoạt gia tài. Theo lý luận thông thường thì là một vụ án có thể dương hoàng đứa con mồ côi đó. Nhưng những lời của nhân chứng khi nãy đã không thể trước sách kinh thánh nên không thể tiếp nhận được. Đây là lời khai trước tòa đó mà. Ông có biết sao? Tuyên thệ rồi mà. Tuy tay của ổng dịnh vào của sách thánh kinh nhưng chưa có lời tuyên thệ. Thôi được, làm lại. Thưa quan tòa, tuy rằng đã xảy ra một điều bất hạnh, nhưng lời lẽ của người quá cố nói trước khi chết coi như chưa nghe qua.
Điên rồi sao? Rõ ràng có nói mà, sao lại chưa hề nghe qua chứ? Thật xin lỗi, pháp luật thì là pháp luật, một chữ cũng không thể sửa được. Trên một cách tôi không thể giúp ông được. Ờ, quan tòa, ông thiệt giúp được đó mà. Về học thêm đi Trần Mộng Cách. Người cha chết mà không phản ứng gì hết. Tôi thiệt là phải học theo ông đó. Ông còn nói nữa, cái gì cũng tại ông. Cha của tôi có bệnh đau tim đó. Nếu không phải ông kiếm mà ông làm nhân chứng thì ông đâu có chết chứ hả? Hung thủ sát nhân. Xin lỗi quan tòa, cha của tôi vừa qua đời, tôi không thể khống chế được chính mình. Làm gì vậy? Con mẹ mày giả bộ khóc hả? Chết mày rồi, không có giọt nước mắt nào hết đây nè. Coi đi, coi đi, coi cho kỹ đi. Không có giọt nước mắt nào hết cô Trang à. Còn nói là không có tình hả? Bây giờ bắt quả tang rồi. Nói đi, tại sao là bộ khóc? Mày đi chết đi mày. Cảnh cáo đôi bên, hai vị tôn trọng thân phận của mình có đợi hay không vậy? Quan đã, tất cả cho tôi kể lại một câu chuyện xưa kia. Lúc xưa có một thức sĩ tên là Hồ Tây, là một nhà vọng tộc ở Hồng Kông. Ông có người con trai trưởng tên là Hồ Trung. Tước sĩ tuổi tác đã cao, con trưởng sẽ kế thừa gia tài, đó là chuyện đương nhiên. Nhưng đâu ai ngờ, giữa đường lại có xuất hiện ra một đứa con trời tên là Hồ Phan. Hơ, vì người ta cho rằng gia tài sẽ bị chia sẻ, cho nên muốn ra tài trước đã phái sát thủ tên là Hồ Xuân đến ám sát đứa con trời này. Nhưng mà không biết tại sao ám sát bị thất bại. Có người đã tương kế tự kế giết chết Hồ Xuân trước, rồi đem tất cả tội trạng đặt lên đầu của đứa con trời tội nghiệp này. Wow, không những chỉ là tánh tình độc ác vô pháp vô thiền, chỉ có một người này thôi. Không biết cái gì nghĩ sao vì giả thuyết này của tôi hả? Qua chủ không? Ông cười gì vậy? Tôi cười ông đặt ra câu chuyện này vừa vô lý vừa điên đó. Vừa điên lại vừa vô lý mà cũng làm cho ông đổ mồ hôi hột, cũng thiệt là ngộ quá ha. Qua chủ không? Đêm xảy ra tai nạn ông ở đâu hả? Ở nhà. Ở nhà làm gì? Coi sách. Coi sách gì? Ngọc Bồ Đoàn. Coi tới đâu? Coi tới chỗ Phan Kim Liên và... Là đường Tam Tạng. À phải, đường Tam Tạng. Đường Tam Tạng thuộc về Tây Du Ký mà, ông chơi tôi. Wow, cũng giỏi thiệt ha. Nhưng mà thật ra thì cùng với ai đây? Tôi còn gì phải nói cho ông biết. Đúng vậy, tôi cũng không biết tại sao ông trả lời tôi nữa. Tự mình làm mất mặt thôi. Trời mong cách, đủ rồi nha. Đâu mà hồi trước đi. Cặp mắt sâu quá ha. Giờ này ngủ không có được ngon hả? Đêm nào Hồ Xuân cũng tới thăm ông có phải không đây? Thưa quan tòa. Khoan đã, nói tiếp đi. Đêm đó ông ở nhà làm gì đây? Đã nói cho ông biết rồi, tôi ở nhà coi Ngọc Bồ Đoàn. Ý của tôi không phải như vậy, không phải là cái đêm giết chết Hồ Xuân, mà là trước đó một đêm. Trước đó một đêm tôi đã... Yes. Chết chưa? Thưa quan tòa, tôi sẽ đưa ra kết luận. Nói cục cứt gì, nói đi. Trước cái đêm giết người, ông đã làm cái gì hả? Cảnh sát! Không phải hắn, là Trần Mộng Cách. Hả? Chuyện gì đây? Ông đã đưa ra nhiều ý kiến để biện hộ cũng gây cấn lắm. Nhưng mà theo trình tự của pháp luật thì ông mới chính là người bị bắt đầu tiên. Hả? Cần gì phải làm chính xác như vậy chứ? Vậy ông đã khi giải pháp định lần thứ ba. Tôi cũng hết cách thôi. Tôi cũng làm theo pháp luật. Phạt tù ông vào một ngày, tất khách chấp hành. Quan tòa, nói thiệt hả? Nể mặt tôi chút đi. Quan tòa, nể mặt tôi chút đi, quan tòa. Kính thưa quan tòa, những lời chúng tôi nói khi nãy coi như là không có nghe qua hả? Vì những lời khai khi nãy không phù hợp với trình tự của pháp luật, các vị bồi thẩm đoàn xin hãy coi như hoàn toàn không có nghe qua chuyện gì hết. Trợ tá của Trần Mộng Cách sẽ ra làm đại biểu lo nhẫn ngày mai cho lời biện hộ cuối cùng. Bãi tòa. Tôi chỉ muốn thử anh thôi. Tôi thật không có nhìn lầm.
anh là một người tham sống sợ chết. Anh chỉ là một tiểu nhân. Tôi hả? Anh bỏ đi như vậy, suốt đời sẽ mang ám ở trong người. Ăn không no, ngủ không ngon, suốt đời phải trốn tránh. Anh vĩnh viễn sẽ là một con rùa rút đầu. Tôi quyết định ở lại. Đó là lý do mà tôi thương anh. Đây tiền. Hồ Phan, có người tới thăm mày. Cô Liên, anh đã cắt tóc ở đâu? Số 9 đường Na Thang. Đừng nói nữa, tôi không trốn đâu. Tôi không phải là người ham sống sợ chết, không phải là người thô lỗ, chỉ muốn trốn tránh. Nếu tôi bỏ đi, suốt đời sẽ mang án, ăn không no, ngủ không yên, và sẽ là một con chó suốt đời ngốc đầu không nổi. Tôi đến đây là muốn nói anh phải sáng cố gắng lên. Vụ án này không thể thua, phải bảo trì tên tuổi của Trần Bồng Cách. Bây giờ em mới biết, anh mới thật là một người anh hùng đầy gan dạ và chịu đựng. Em tin tưởng anh là kẻ vô tội. Em sẽ đợi anh. Tốt, nói hay lắm. Phải. Em đợi anh. Ngày mai mới được thả, vậy bài biện hộ cuối cùng của anh ra sao hả? Họ sẽ không làm gì được mình đâu, bởi vì không có ai ngờ em đã học luật khoa. Ngày mai em ra lời biện hộ cuối cùng đi. Ông sở, mạng sống của thằng Phan giao lại cho em. Anh đưa em đi Anh Quốc để học, có phải là vì tình của chúng ta đã chấm dứt rồi không? Đương nhiên là không phải. Quả địa cầu lớn như vậy, anh có thể gửi em ra ngoài đi xa du học, đây cũng là một chuyện rất tốt mà, có phải không hả? Ông sở, em đi Anh Quốc em không có học luật, họ không có nhận em. Em đã ở Anh Quốc 5 năm, vậy thì em làm gì? Em đã học fashion design. Cái gì sai hả? Fashion design. Mà đâu tới giờ rồi, đi ra đi. Thiết kế thời trang đó. Thiết kế thời trang. Vậy phải làm sao đây ông xã? Thiết kế thời trang. Nghiêm. Chịu không? Ông hãy đọc trình tự kết án. Pháp luật cũng không vượt quá tình người, nhưng mà giết người thì phải đền mạng. Các vị thử nghĩ coi, nếu nạn nhân là người nhà của các vị nghĩ sao chứ? Giờ tất cả chứng cứ đã trình lên tòa, đều chứng minh rằng Hồ Phan chính là hung thủ. Tôi yêu cầu bồi thẩm đoàn hãy phán Hồ Phan tội trạng bị thành lập. Trạm sư, chồng của tôi gửi tôi đi Anh Quốc để học luật, nhưng rất tiếc tôi không học. Tôi lại học thiết kế thời trang. Tiểu nữ không phải là người ăn học cao, nhưng mà có điều tôi thật tình không hiểu. Thật ra trình tự của pháp luật quan trọng hơn, hay là mọi người quan trọng hơn? Kính thưa quan tòa, nếu ngài không ngại thì tôi xin được nói thật lòng mình. Tôi cảm thấy ngài đã học về pháp luật nhiều năm, chỉ là học mấy tờ giấy chết. Chồng của tôi cũng giống như là tôi, chưa bao giờ học qua luật pháp, nhưng mà anh dám đứng ra biện hộ cho người vô tội. Tôi cảm thấy tôi hãnh diện về chồng của tôi. Tôi yêu ảnh. Các vị bồi thẩm đoàn, tôi tin tưởng các vị không phải là người ngu ngốc. Các vị biết phải phê án cách nào. Nhưng nếu các vị là người ngu thì tôi nói các vị cũng vô ích thôi. Thank you very much. Anh được thả ra sớm. Phải. Vậy anh nghe hết rồi. Phải. Anh thấy sao? Dự của Dân Nhã là trí dũng song toàn. Anh chỉ đành chịu thua dưới tay của em thôi. Anh định em thôi. Không phải đâu, em coi. Thằng đôi cũng bị em làm cảm động tới chảy nước mắt rồi kìa. Thưa quan tòa, nếu không có gì, tôi yêu cầu tạm ngừng vì mắt của tôi bị bệnh cũ tái phát, bị chảy mủ. Đoàn bồi thẩm, các vị đã có kết quả chưa? Có rồi. Kết quả thống nhất. Kết quả thống nhất. Đoàn bồi thẩm ý kiến đã thống nhất. Bị cáo Hồ Phan bị phán tội mưu sát, thành lập. Theo như điều lệ hành hình treo thủ, bãi tòa.
Vậy đợi chút. Cảm ơn anh lâu nay lo cho tôi. Cái đùi gà này tặng cho anh. Này thì còn cả trăm cả ngàn hồ phan khác. Sờ cho mẹ anh nói cái gì? Bà đã chưa qua tòa, xin hỏi hồ phan bị phán tội trạng gì đi? Theo như điều lệ hành hình treo thủ. Vậy được rồi, nhưng à, mau thả nó xuống. Dạ. Lại muốn gì nữa đây? Nó bị phán treo thủ hành hình thôi, không phải là treo thủ tử hình. Bây giờ cái đầu bị treo rồi còn không buông nó xuống, đợi tới khi nào hả? Anh chơi chữ. Chưa qua tòa, pháp luật là pháp luật, cho dù một nét chữ cũng không thể sửa đổi. Lần này không thể giúp được cho ông. Quan tòa, ế suy nghĩ cho kỹ rồi mới nói nha. Nếu không công những là mất mặt cho đại anh quốc các người, tôi còn thưa thêm cái tội mưu sát nữa. Tôi nghĩ cần phải họp chết. Được, làm việc đi. Người nào cũng điên hết rồi, tránh ra. Tới giờ ra tay rồi. Quyết định tối hậu của pháp đình, vì hình phạt đã được chấp hành rồi, Hồ Phan giờ được trả tự do. Tự do rồi, hay quá. Hồ Trừng, bây giờ chúng tôi phải bắt ông thưa ông về tội mưu sát. Anh Phan. Em Liên. Xong. Con bảo tôi, để ta nhìn rồi ngán chị. Ô cấp cho hay chị hoa chị. Ê, từ từ nha, đứng đàng hoàng đi, tôi xong rồi đó, mấy người đang sao, hả? Nè, từ từ nha. Một đời người với chụp hình cưới có một lần thôi, đương nhiên là phải sảnh sẹ một chút cho ông sở. Nói tới sảnh sẹ em nhìn anh một cái cũng đủ biết rồi. Sảnh sẹ thêm chút nữa đi. Được, được mà. Sư phụ, anh Phan tới rồi. Sư phụ. Ê, sư mẫu. Anh Phan. Anh Phan. Anh Cách. Còn cô Liên đâu? Tôi đưa cô đi Anh Quốc học rồi. Học gì hả? Thì học Anh Văn Anh Quốc đó. Tức là xếp bì đó, có phải không hả? Phải. Sư phụ giỏi thiệt ha. Biết cả xếp CB nữa. Biết chứ sao không biết. Được. Anh Quốc tốt lắm. Đúng vậy, tốt lắm. Tốt lắm. Anh Phan. Sư phụ. Thấy tóc của anh bữa nay xứng với gương mặt của anh lắm. Cả thân hình của anh đó cũng được thay đổi luôn. Tôi thì được yên lòng. Ê, hey, sư phụ à, con thấy sư phụ kết hôn lần nữa mặc đồ cưới vô thì là bảnh quá đi. Nói vậy tình thấy ăn ngủ nhiều ha? Thầy thấy ăn ngủ nhiều hơn. Anh ăn ngủ nhiều hơn. Thầy nhiều hơn. Để mặc chút đi. Đừng danh. Thầy ăn ngủ nhiều hơn. Hey, chụp hình nha. Tất cả tập trung tinh thần để mà chụp hình đó nha. Đường đã thành số 9. Cái thằng mất gì đi, đẹp trai quá ha. Tưởng đẹp trai giỏi sao? Nói thiệt cho anh biết đó, đẹp trai là ngon nhất rồi sao? Sư phụ à, sư phụ coi, tụi nó à. Ê. Quá trời ngon.
lộn xộn quá, tôi tổ chức không được. Ai, ai xích vô? Làm gì vậy? What's going on? Lộn xộn quá, tổ chức không được. Làm gì vậy? Trời, nó nghiến cùng mặt luôn. Sư phụ à, ban đầu sư phụ nói cho con liếm cái lưỡi của cô Liên mà, đâu phải là liếm lưỡi heo đâu. Sư phụ, cái lưỡi của cô Liên, cái lưỡi cổ là do tao liếm, còn cái lưỡi heo á để dành cho mày liếm. Sư phụ còn không chịu. Khách Phan, cái lưỡi heo mày có liếm không vậy? Có liếm. Có Phan, cái lưỡi heo mày có liếm qua mà hả? Có liếm qua. Ê, sư phụ à, ban đầu sư phụ nói là cho con liếm mà, lè lè cái lưỡi ra phải không hả? Được thì được. Ui, thằng bán dịch địa dữ vậy mày. Very simple. Có thì yêu ảnh, ảnh thì muốn ôm cổ, anh thì chơi ảnh, chị thì dẫn ảnh. Còn nữa, tôi muốn chơi cô đó. Chơi tôi. Anh thì chơi ảnh, chị thì dẫn ảnh. Thiếu điều nữa, tôi muốn đớp luôn cô. Anh thì chơi ảnh, chị thì dẫn ảnh. Tôi muốn đập cô nữa. Tiền lương của con nếu thầy thấy tiện thì... Cái gì? Không gì. Còn cái câu trước đó. Con đâu có. Trước đó. Làm lại đi, làm lại. Tình trạng này anh nghĩ là phải giúp cho em rồi. Hôm đó con đi một mình trên đường Na Thang, tới chỗ số 9 thì có một con mẹ mập vẫy tay nói với con là cắt tóc đi, cắt tóc 5 xu thôi, rẻ lắm. Tại vì con thấy rẻ quá cho nên con mới đi vô cắt tóc. Cho nên nói đồ tốt thì không rẻ, đồ rẻ thì cũng tốt đó mà. Là lớn quá, là lớn quá. Làm lại đi. Mục đích của hành tạm giá gì vậy? Là cái bớt. Cái bớt? Wow, anh Phan đóng trong người đó, nổi nhiều mụn quá. Hơi nóng thôi. Ý, có đồ rớt ra. Bài thiên cẩu. Quầy, trả cho cô 500 một ngàn á, bị lì bà lạ là được rồi hả? Xong con bổ vui, để thật hiện tại ngàn chiều.